con đường làng, ngày ngày hai buổi đến trường, thuở con bắn là dễ thương đúng không ạ? Đó là phần trình diễn của Quỳnh Nhi và Quốc Linh. Xin được cảm ơn vũ đoàn Đam Mê. Thank you dancer. Cảm ơn các bạn. Cho chú lên với tụi con luôn nha. Trời ơi, ở trên đây một đồng lúa xanh bao la bát ngát. Màu vàng mà em. À, xanh đâu? Em tưởng tượng chị ha. Trời ơi. Dạ. Trình diễn xong rồi tụi con thấy sao? Mở màn có room không? Sao? Dạ không. Dạ không. Một câu trả lời rất xúc tích. Dạ, cảm ơn con. Dạ con cũng không. Con cũng không đúng không? À, ngày hôm nay thì tụi con mở màn rất là nhẹ nhàng và ngọt ngào rồi. Để xem cảm xúc của các cặp đôi huấn luyện viên như thế nào nha. Đầu tiên là mời chú Duy với cô Như trước ạ. Cô Như, nãy con mà trả lời á, con có là cô Như không tin đâu. Tại vì thật sự khi mà lên sân khấu, hai đứa con không có thể hiện gì là mình đang rung và hồi hộp cả. Các con biểu diễn giống như là mình đang
sao ta, đang trình diễn chứ không phải là đang thi nữa. Chắc con không thấy được cô Như với chú Duy múa điên loạn ở dưới này đâu, tại vì thả hồn vào cảm xúc với cái bài hát, không có cảm giác mình đang ngồi coi các con thi nữa mà nó đang ngồi coi ca nhạc thật sự luôn á. Linh ơi, con hát tình cảm ngọt ngào, còn Nhi thì hôm nay con giống như là một cái sao ta, thiếu của thiếu nữ á. Thiếu của thiếu nữ, tức là thiếu nữ mà thiếu một xíu, đúng không? Nó cái sự chững chạc của con cả về cái giọng hát nữa, cô cảm thấy con tiến bộ. Con thật sự tiến bộ rất nhiều, cái này phải cảm ơn chú Trung. Tại vì đúng cái e của chú Trung rồi, nên đúng chú rồi. Chú Trung đã làm cho các con có một tiết mục rất đẹp mắt mà êm lỗ tai, nói chung là cô rất thích. Chúc mừng hai con. Bây giờ mình cảm ơn gia đình nhà mình trước, cả mình nghe tiếp nè, 2, 3. Dạ con xin hay được hết. Ê, được á, y chang con này, y chang con này, con được vậy chú thích nè, cái này tôi chịu nha, cái này hình như con tôi. 2, 3. Dạ con xin cảm ơn. Bỏ luôn đi, thôi khỏi luôn đi, khỏi đúng lúc đó, có tình cảm ở trong tim. Hát thôi, đừng nói, hát thôi con. Vâng tiếp tục ạ, xin mời Hoàng Minzy và Huỳnh Lập. Thấy cái màu vô gia đình bên đây ghê luôn, màu đỏ chói chói đẹp dễ sợ. Đúng là mở màn một tiết mục rất là một cái ram màu rất là tươi, rất là sặc sỡ, và nó đúng là theo kiểu là cái sự ấm áp, nhìn vào thấy rất là ấm áp về cái tình nghĩa con người của mình trong cái đất nước Việt Nam này. Cái tiết mục này nó thỏa mãn về cái phần thính giác và cái phần thị giác luôn, mãn nhãn hết tất cả mọi thứ. Nhưng mà khúc cuối không biết có bị lấn cấn gì không mà sao cảm giác là nhắc nhẹ gì nhau trên đó đó. Sao tụi con, cái phần cuối á, sao phải nhắc nhau vậy? Vừa hát xong đó con nói vô tai của Quốc Linh cái gì vậy? Nói gì con, nói gì Nhi, con mới nói cái gì đó. Đoạn cuối cùng luôn á. Dạ con nói Quốc Linh là bình tĩnh. Ủa mà có mà bị cái gì mà không bình tĩnh mà? Dạ khi tập hai lần lên sân khấu hát hai lần mặc Linh định hát thêm lần. À đúng rồi. Tính hát thêm lần định nữa. Hát thêm, Linh hát thêm lần nữa tại còn nhạc á. Thôi nhắc nhẹ. Thế là con chững chạc hơn rất là nhiều. Trong bóng đá còn là đội trưởng đó. Thật ra là bởi vì là đêm ngày hôm nay là một đêm thi không loại và lại là một đêm thi về quê hương đất nước nên cô Hòa cũng không muốn khó tính lắm. Mặc dù là cô chúc mừng tiết mục của các con, mặc dù có thể trong tiết mục khi mà các con hát á, Quốc Linh đôi khi vẫn bị hụt hơi nè, và hơi thở khi mà không chắc thì về vẫn những phần cuối câu thì con sẽ dễ bị mất hơi và không kéo dài được câu hát của mình đó. Bình thường là cô sẽ nhận xét kiểu như thế, nhưng mà ngày hôm nay thì chúc cô mừng cũng các đã con rồi đã có. Trời ơi, mà rõ ràng không, lúc nào em cũng cổ vũ Quốc Linh hết á, lúc nào cũng ủng hộ và nói rằng Quốc Linh là một cái ngôi sao sáng trong lòng của cô Hòa. Cảm ơn cô. Dạ, và bây giờ hãy lắng nghe gia đình mình nè, ba mẹ sẽ nói gì với tụi con thông qua tiết mục này nha. Xin mời anh Trung. Kính thưa mọi người, là hôm nay thì như Hòa thấy là Quốc Linh hát những câu cuối bị hụt hơi là đúng, dạ. Chính xác là tại vì cách đây 2 hôm Quốc Linh bị bệnh rất là nặng, dạ, vẫn thấy sụt xuyên đấy ạ, bị cảm. Rồi chính Hồ Việt Trung đã đưa Quốc Linh đi bác sĩ, đi nội soi luôn á. Là hiện giờ Quốc Linh bị rất là nặng nha. Bị viêm mũi, nước mũi chảy xuống họng, bây giờ em đang bị phù dây thanh quản. Nên là hồi nãy giờ hát gì là hay lắm rồi đó, chứ hồi hôm qua là ho rất là nhiều lên. Đó, nên là hôm nay lên đây hát như vậy là rất là mừng luôn rồi. Vâng. Nghĩa là ho nhiều lắm. Đó, nói cái ho liền thấy không? Nãy giờ em ghê á. Nãy giờ không ho. Đúng lúc dễ sợ luôn. Cái là lên ho liền. Khi mà đến với dòng này thì Hồ Bình Trung có nói với hai bé là phòng này mình không có loại, nên thì con cứ hát thoải mái, cứ diễn thoải mái, không có vấn đề gì cả. Mình có ho đi nữa hay là mình có gì đi nữa thì cũng vấn đề. Không có sao hết, mình cứ hát tiếp tục đi. Mình cứ hát thoải mái, phòng này đâu có loại đâu tụi con nha. Nhưng mà cho dù vòng loại đi chăng nữa cũng cứ thoải mái hát thôi, không có gì mà phải căng thẳng. Hơn một tiếng, sao? Chú Trung lại khó tính nữa rồi. Cái gì nói cũng được đó. Chú Trung khó tính lắm, chú Trung nói vậy qua vòng sau loại rồi các con lại căng thẳng nữa. Vòng loại không loại gì cứ lên sân khấu thoải mái, bình thường hết cho cô. Dạ, và chúc mừng tụi con đã hoàn thành xong cái tiết mục mở màn của mình rất là ngọt ngào và lãng mạn. Một lần nữa một tràng hô tay cho Quốc Linh và Quỳnh Nhi. Thank you. Cảm ơn tụi con, mời tụi con vào trong nha. Quý vị thân mến, tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau đến với hai bạn nhỏ mang tên là Ngọc Thảo và Tiểu Bình, đến từ đội huấn luyện viên Hòa Minzy và Huỳnh Lập, sẽ dẫn chúng ta về miền Tây chơi với rất là nhiều những đặc sản ở đó. Đó là gì? Hãy cùng nhau theo dõi tiết mục ngay bây giờ. Xin mời! Mọi người ơi! Mọi người ơi!
dừa cả mười. Cảm ơn vũ đoàn Phương Việt và vũ đoàn Bất Đắc Dĩ đến từ ba cặp huấn luyện viên. Cảm ơn tụi con. Trời ơi, cái gì đây? Mấy vòng trước là cái đội của anh Hồ Việt Trung lúc nào cũng cho ăn nhúm. Bữa nay em làm đại gia mà mọi người em cho ăn hết luôn cho khán giả ăn. Quá dữ luôn mọi người ơi. Vỗ tay lên. Trời ơi, dĩa bánh nước đem xuống là xử hết luôn rồi kìa. Nè, mình về chỗ mình ổn định đi. Mê ăn quá quên hai đứa nhỏ trên đây luôn rồi. Vỗ tay cho Ngọc Thảo Tiểu Bình. Chị Nhớ. Ủa sao vậy chị Nhớ? Trời ơi lên mà lụm món hết những cái còn lại luôn. Mà cái tướng này còn nè. Xin lỗi mọi người nha. Cái đầm kia cho sang. Xin lỗi mọi cho hết luôn. Để đây chi ủ nè. Ủa hết luôn đi. Lấy nguyên gánh luôn. Trời ơi gánh hết. Mất mặt quá hả? Trời ơi. Tụi con ơi, đây là những hình ảnh tụi con không nên thấy nha tụi con. Ừ, hãy nghĩ là trời đất ơi, có chi như trời đất ơi. Thôi vỗ tao lần nữa giùm em cái. Cảm ơn Huỳnh Lập đã mang một cái đại tiệc trên sân khấu luôn về cái đen lẫn cái bóng dành cho hai tụi con ngày hôm nay một lần nữa. Chúc mừng tụi con. Ê mấy đứa ăn bánh tráng ngon lắm nè. Ê khoan nè, trời đất ơi, lo ăn xong nhận xét mấy đứa nhỏ đi chứ hả? Trời đất ơi, hay rồi, trời ơi, chết rồi, thiệt tình luôn á.
Thái đó. Thoải mái đi cho mấy bạn bên đây trời đó. Tiền của cha của mẹ tôi để lại giờ cho chúng ăn hết trơn rồi trời đất ơi. Ủa hai muốn hai. Một lần nữa một tràng hô tay cho hai bạn nhỏ. Rồi bây giờ mình ổn định vị trí. Mình cái ăn thôi chứ. Tiếng mồm hay. Cảm ơn chị Như. Anh Duy mua chuột thành công rồi đó con. Hay á. Anh Duy ỏi ngon. Ỏi ngon. Cảm ơn anh Duy. Nên à, nhưng mà tụi con hát hay lắm. Tụi con một tiết mục dễ thương. Là em có cảm giác như em ở quê em á. Quê em là ngã bảy mà. Nó là sông nước Phụng Hiệp, Phụng Hiệp ngã bảy. Thì khi mà cái tiết mục này lên á, làm cho em có cảm giác là em đang ở ngay cái chợ ngã bảy á. Yeah. Mọi người xúm lại ăn uống rồi chơi thiệt. Như ở chợ thì không có ăn giật như tụi em. Nhưng mà thật ra là nó làm cho em có cái không gian đó. Và cái hát của tụi con á, với cái bài này nó cứ tạo cho cô cái sự mộc mạc rất là đáng yêu, ngọt ngào lắm. Nên cô cảm thấy rất thích. Cảm ơn à. Dạ cảm ơn chị Như. Dạ mình ăn tiếp ổn định. Xin lỗi mọi người. Rồi hát đi con, hát đi, thi chưa? Hát rồi dạ. Hát xong nãy giờ rồi. Hát xong nãy giờ hả? Trời ơi tôi múa đâu biết gì đâu. Trời đất ơi. Trời ơi đánh lừa tôi. Không phải đánh lừa. Nè nó giọng nghe gì chứ trời. Đây nè anh chị nghe em phân tích đi. Thường á là mình ngồi một chỗ mình nghe nhạc đúng không? Bây giờ mình vừa vui chơi mình vừa nghe nhạc. Còn cái gì bằng mà đi du lịch sông nước miền Tây mà nghe râm rang hai tiếng hát của hai cô bé. Đúng. Còn gì tuyệt vời bằng tất cả mọi thứ vô cùng chân thực trên sân khấu này. Vỗ tay lên, vỗ tay lên. Giọng hát ngọt nhưng mà mặn hơi chua nha. Trời ơi. Trời. Đổi lại. Cô Hòa ơi. Và đội nhà đây. Thật ra là cái có khả năng về cái hát về miền Tây á. Thì đây không phải là một cái điều xa lạ gì với các con cả. Nên là ngày hôm nay hát về một ca khúc về quê hương thì em đã chọn cho các con những ca khúc gì mà nó chân thành mộc mạc nhất, nói về miền Tây để các con có thể thỏa sức của mình để hát. Nên các con cũng rất là thoải mái để có thể thể hiện bài này. Nhưng cái vấn đề quan trọng nhất là các bé của đội của em không hề biết diễn. Bởi vì vậy chú Lập luôn đã luôn là người mà diễn, không? Là người đã nghĩ ra rất là nhiều thứ để có thể tôi là những con cười không một âm mưu. Mọi người đừng nói vậy, tội nghiệp em. Em không bao giờ suy nghĩ mấy anh chị những con cờ luôn á. Trong mắt em mấy anh chị là những con rối. Kêu gì làm đó, kêu lên lên. Kêu ăn ăn, kêu gì làm đó. Kêu gì làm đó. Ủa chắc là nha. Kêu gì làm đó luôn á. Nhưng mà tại vì ham ăn. Đúng nhưng không, thì mới lên. Vừa được ăn, vừa được đúng nghe, rồi. Vừa được xem. Chúng ta sẽ vui vẻ nhất để cảm nhận. Cảm ơn một tiết mục rất là chân thật như thế. Và đặc biệt hơn là chúc mừng tụi con đã có một cái tiết mục mà tất cả quý vị khán giả sẽ cảm thấy thoải mái vô cùng. Một lần nữa một tràng hô tay cho Tiểu Bình và Ngọc Thảo. Quý vị thân mến, phải cảm ơn đến với tất cả các huấn luyện viên đã giúp cho tất cả các bạn nhỏ có cơ hội được trải nghiệm, được cảm nhận những điều tuyệt vời nhất về quê hương đất nước Việt Nam thông qua những bài hát tuyệt vời như thế. Vừa rồi là về miền Tây, tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau được lên vùng cao để gặp gỡ các cô gái Tây Nguyên, những họa mi núi rừng và đặc biệt hơn hết là những đốm lửa trại. Tiếp theo sẽ là một tiết mục đến từ Mỹ Anh và Thu Huyền, đến từ cặp đôi huấn luyện viên Thanh Duy và Khải Như với tiết mục Nổi Lửa Lên Em.
tràng hoa tay cho Mỹ Anh và Thu Huyền. Xin cảm ơn vũ đoàn Phương Việt. Quý vị thân mến, dành cho hai bạn nhỏ một tràng hoa tay nữa được không ạ? Cảm ơn mọi người. Sao hả? Thật sự là bình thường em thấy các con rất là ngầu ấy, xong hôm nay biểu diễn kiểu điệu đà thục bình thường hay tinh ăn đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà thật sự em không thể ngờ một cái vấn đề này, đó chính là có rất là nhiều người lớn ấy, là hát chỉ hát hay tiếng Anh thôi, nhưng mà hát sang tiếng Việt là không ai. Nhưng mà riêng hai con ngày hôm nay tiết mục rất đẳng cấp luôn. Các con hát cái thể loại này là một thể loại rất là khó. Cô biết chắc chắn là không phải thể loại sở trường của chú Duy rồi. Thể trường của cô Như. Cho nên là thật sự các con hát được những cái bài hát như thế này và thể hiện được tinh thần của nó vừa đẳng cấp vậy vừa rất là ngây thơ, dễ thương. Cái điều mà tụi con giỏi là gì? Đó chính là cái sự hóa thân, cái sự thay đổi của tụi con. Tụi con không có bị một màu. Tụi con không có bị đúng cái dòng nhạc đó, là tụi con sẽ hát tốt cái dòng nhạc đó. Tụi con có thể được chú Duy cũng như là cô Như giúp tụi con khai thác thêm nhiều khía cạnh khác. Và đâu đó biết đâu con có thể hát dòng nhạc bolero hay là dân ca mang hưởng châm ca Nam Bộ thì sao. Chú nghĩ rằng là tụi con có tiềm năng để khai thác đa dạng cái dòng nhạc nữa. Chúc tụi con có thêm một cái sự đổi mới trong tương lai nữa nha. Tiếp tục xin mời chú Trung và cô Diệu Nhi. Tiết mục dễ thương. Ngoài cái sự mà cháy hết cả cái bài thì cô Diệu Nhi rất là thích một cái điều đặc biệt giữa hai con, là cái biểu cảm trên gương mặt hai con á, từng câu từng chữ tụi con nhấn, và những cái liếc mắt của tụi con nhìn rất là lý rắc, rất là tinh nghịch, rất là dễ thương luôn. Chúc mừng tụi con. Cảm ơn cô. Khi mà tụi con diễn á là chú quên đi là chú là đang làm huấn luyện viên nữa, mà chú đang nghĩ là chú là một khán giả đang mua vé ngồi coi tụi con diễn hòa nhịp theo tụi con. Chúc mừng tụi con, tiết mục rất xuất sắc. Dạ con cảm ơn chú. Thì chú trả tiền vé cho chú. Dạ trả tiền vé chưa? Lát trả cho bên này. Lát em cho số tài khoản nha. Chuyển khoản đi. Chứ bây giờ là mua vé mà chị đúng không? Người ta có lòng ta mua, mình có lòng mình đúng nhận rồi, thôi. Nhưng mà bây giờ không lấy tiền đâu. Tại vì cảm ơn các cô chú ở đây đã cho những cái lời khen. Mà nói thiệt luôn, có cánh làm cho các con có thêm động lực để mà vào vòng trong mình sẽ tự tin hơn. Các con thấy không? Mình chỉ cần thoải mái thôi, làm các cô chú thích rồi. Các con đã có cái khả năng của mình rồi. Quan trọng là khi mà trên cái sân khấu Tuyệt Đỉnh Song Ca Nhí này là hơn nhau. Đó là cái bản lĩnh của mình trên sân khấu. Do đó các con cứ thoải mái biểu diễn đi. Từ trái tim sẽ đến trái tim. Chúc mừng các con. Cảm ơn cô Như. Còn chú Duy một lần nữa xin mời chú Duy. Chú nghĩ là giữa chúng ta có một cái gu âm nhạc khá là giống nhau. Giữa chú và tụi con có một cái sự kết nối về tinh thần âm nhạc. Hy vọng là sau này dù thế nào đi chăng nữa, chúng ta sẽ giữ liên lạc với nhau. Và nếu mà có những cái và cần sự tư vấn của chú thì chú sẽ luôn ở đó để mà tư vấn cho tụi con và tất cả những bạn khác trong đội của mình. Quá đáng yêu. Xin được cảm ơn tinh thần này của đội. Một lần nữa chúc mừng tụi con. Đó chính là Mỹ Anh và Thu Huyền. Quý vị thân mến, tiếp theo sẽ là hình ảnh của hai vị nữ tướng của Việt Nam, Trương Trắc và Trương Nhi, sẽ được hóa thân với sự thiện của hai bạn nhỏ mang tên Minh Hằng và Ngọc Nhi, đến từ cặp đôi huấn luyện viên Hồ Việt Trung và Diệu Nhi. Xin mời. Cấp bao. Điều chi?
tướng sĩ đã sẵn sàng, giờ trưng nữ chủ phất cờ khởi nghĩa. Lui. Dạ. Nhị em. Dạ. Truyền tướng trong lệnh. Tuân lệnh. Hỡi ba quân tướng sĩ. Dạ. Hỡi hồn thiên sông nơi, ta trung chắc lệnh truyền, tất cả tiến thẳng Liên Lao thành, đuổi quân thù ra bờ cõi đất Nam. Tuân lệnh. Đó chính là Minh Hằng và Ngọc Nhi. Xin được cảm ơn Vũ Đoàn Đam Mê cùng với Cascader Tuấn Voi. Cảm ơn tụi con đã mang lại một không khí rất là hào hùng trên sân khấu của Tuyệt Đỉnh Song Ca Nhí 2019. Một lần nữa, một tràng pháo tay cho hai con được không ạ? Xin mời chú Duy và cô Như ạ. Ủa anh dựng tiết mục chung kết hả anh? Trời, nhìn rất là chung kết luôn. Quá trời, hoành tráng quá. Nổi hết da gà, rất là hào hùng. Thật sự chú rất là nể cái tư duy và cái đầu của chú Trung và cô Nhi đã dựng cho tụi con như thế này. Khó để giải thích, khó để diễn tả cái tâm trạng, cái cảm xúc của chú bây giờ. Tại vì thật sự là đây là một cái bài hát đủ hào hùng và trong cái đêm ngày hôm nay. Các con thoải mái lắm. Và giống như là tụi mình đang được coi một cái đêm nhạc, gọi là một cái đêm nhạc để tôn vinh những cái điều đẹp, tốt đẹp ở trong văn hóa và lịch sử của nước nhà tụi mình. Như thế này, khi mà các con bước ra sân khấu, và thật sự cô phải nói là
hai đứa con hôm nay đẹp kinh khủng. Đúng không quý vị? Cái hào khí chị Như hả? Rất là đẹp. Tại vì cô không biết tại sao nhưng mà nhìn các con sáng và đẹp ơi là đẹp, và cô tin rằng các con là nhân vật, và khi mà các con biểu diễn á cô cảm thấy tự hào dân tộc á, đúng là nổi da gà thật sự. Và đây là một cái tiết mục rất đẹp mắt, mãn nhãn và nghe rất là đã. Cảm ơn cô Như, cảm ơn chú Duyên. Còn đối với Hòa Minh Di, em không biết làm sao nhưng mà em rất là ít khi khóc khi mà xem những vở diễn tâm lý xúc động. Em rất là khó khóc luôn ý, không biết làm sao. Mặc dù là em vẫn cảm nhận được, tuy nhiên khi mà vừa nãy lúc mà phân đoạn mà các con chiến đấu ý, thật sự là em xúc động vô cùng. Lúc đấy em tưởng tượng như là mình đang sống và đang được nhìn thấy các anh hùng đang chiến đấu vậy á. Các con đã lột tả quá sức là xuất sắc, và các con ở cái tuổi này mà con đã làm được như thế, các con nhập tâm đến mức mà cô không thể rời mắt được ra. Và cô đến lúc mà các khán giả vỗ tay cô cũng không biết là bên ngoài vỗ tay nữa, bởi vì cô quá là tập trung. Và thật sự là các con ở tuổi này các con đã diễn giỏi như thế rồi, các con đã xuất sắc và có một cái giọng hát trong và sáng như thế, và muốn trở thành một ca sĩ thì các con sẽ tập trung này, diễn xuất càng ngày càng giỏi, rồi chúng ta sẽ cố gắng hát phải xuất sắc hơn nữa, để chắc chắn hứa với cô là mai sau các con sẽ là đồng nghiệp của cô Hòa. Cảm ơn cô. Chắc chắn hồi nãy giờ là rất là nhiều những lời chia sẻ có cánh dành cho tiết mục này, không biết là cảm xúc của anh Trung và Diệu Nhi như thế nào, xin mời. Hai con trình diễn xong là cô Nhi với chú Trung muốn tụt huyết áp luôn á. Bởi vì cái quá trình mà mình tập cái tiết mục này rất rất là vất vả, mà các con có quá nhiều thứ phải nhớ. Rồi khi cô Nhi còn phải nói với chú Trung là anh Trung ơi bớt lại đi, thấy hơi nhiều quá rồi, tụi con nhiều quá rồi, sợ tụi con sẽ hát bị đuối. Cả những cái câu thoại, những cái lời thoại của các con thì nó quá xa lạ với các con. Nhiều khi các con thoại các con không hiểu, cho nên lúc mà tập các con không nhớ được. Tại vì mình không hiểu thì khi mình nói ra mình không có nhớ sâu được. Thì khi như vậy thì Nhi với anh Trung có bàn với nhau là anh ơi bây giờ bé nó không nhớ, mà tập rất là nhiều lần mà vẫn không nhớ. Thì Nhi mới nói là anh Trung bây giờ cho mấy anh chị vũ đoàn đằng sau á sẽ nhắc cho các con. Đến khi mà những cái lúc mà các con không nhớ thì anh chị đằng sau sẽ nhắc. Thì hai con không chịu. Hai con nói dạ không, tụi con sẽ về, tụi con sẽ thuộc và tụi con sẽ diễn, tụi con không có muốn ai nhắc tụi con hết, tụi con muốn tiết mục thì là hoàn hảo. Thì khi mà Nhi và anh Trung nghe hai con nói như vậy thì cảm thấy rất là xúc động và cảm thấy là hai con sẽ làm được. Ngày hôm nay tụi con làm cho cô cũng rất là muốn khóc sau khi mà trình diễn xong. Hai con làm cho cô Nhi và chú Trung cảm thấy rất là hãnh diện, rất là hạnh phúc luôn. Lời hồi nãy khi Thanh Duyên hỏi ủa anh Trung này làm chung kết hả? Đối với Hồ Việt Trung, Hồ Việt Trung rất thích dàn dựng như thế này. Tụi con không phải lúc nào tụi con cũng được đứng trên những sân khấu lớn như thế này, được các chú ban nhạc đánh cho tụi con hát, rồi có sự dàn dựng như thế này. Sau cuộc thi này, tất cả máy quay này quay lại, đó sẽ là những kỷ niệm rất đẹp cho tụi con sau này nữa. Nên là chú muốn dàn dựng thật ấn tượng cho tụi con khi tụi con đến với cuộc thi này. Và đối với Hồ Việt Trung, đêm nào cũng là đêm chung kết. Cảm ơn. Cảm ơn chú. Một cái tinh thần rất là quyết liệt đúng không ạ? Và đặc biệt hơn hết là dành hết tất cả các tâm sức dành cho tụi con và các bạn thí sinh nhí ở trong chương trình này. Một tràng pháo tay cho hai bạn, chúc mừng. Quý vị thân mến, chỉ cần nhắc tới hai từ này thôi, chúng ta cũng cảm thấy rất là tự hào và hướng trái tim mình về đó. Đó chính là hai từ đất nước. Và ngày hôm nay, ca khúc Đất nước sẽ được thể hiện ngay trên sân khấu này, đến từ hai bạn nhỏ thuộc cặp đôi huấn luyện viên Hoa Minzy và Huỳnh Lập. Xin mời. Đất nước tôi
bãi dầu bên nước, yêu trọn tình đời muối mặn ngừng cay. Xin hát về người đã đứng ơi, xin hát về mẹ tổ quốc ơi. Mấy mùa không ngủ, ngăn bước quân thù phía nam phía bắc, vai mẹ lại gầy gánh cao nuôi con. Đất nước tôi, đất nước tôi, đất nước tôi, sáng ngời muôn mùa. Khi chiến đấu bao cửa sổ đổi thay, cho Thảo Nhi và Trâm Anh. Xin được cảm ơn vũ đoàn Phương Việt. Wow, cảm ơn mọi người. Và không biết là cảm xúc của chú Duy và cô Như như thế nào à? Ngay bây giờ xin mời. Trâm Anh ơi, nói thật là khi mà con cắt những cái câu hát đầu tiên là chú thích vô cùng, là tại vì là giọng đẹp, giọng hay. Và quan trọng nhất là con biết xử lý cái bài hát này. Chứ là nhiều khi là có những bạn sẽ hát là cái chỗ đó sẽ không có tình cảm được, tại vì nó cái phần thấp. Và thường là các bạn khi mà xuống thấp á, các bạn lại thường cố gắng hát cho cái giọng mình nó được rõ ra, đúng không Hòa? Hát cho rõ ra và như vậy nó mất cái tình cảm mà hát. Nhưng trời, con lúc mà con hát cái những cái câu đó nó nhẹ nhàng, giống như nó đang rót từ từ rót những cái âm thanh của con vào tai của chú. Thực sự là lúc đó chú cảm thấy như vậy và chú biết có sự giúp đỡ của cô Hòa rất nhiều trong cái cách xử lý đó, đúng không? Nói chung là tại vì em nghĩ là đối với tất cả các con ở lứa tuổi này thật sự là phải có một cái khả năng thiên bẩm lắm thì mới không cần dạy, đã biết làm như thế, tức là cảm nhận ấy ạ. Nhưng mà đối với các con thì cái việc mà làm được như thế này thì nó gọi là sự cố gắng và sự luyện tập, giống như anh nói là sẽ phải dạy từng từ nè. Chính xác luôn á. Từng nhịp. Rõ ràng là anh nghe được từng từ, dạ, từng từ của em phải dạy. Hát, em phải nói và nói rằng các con đừng bao giờ hát và cảm nhận đưa từ âm thanh xuống dưới và hãy hát toàn bộ lên trên hết thì các con mới có thể mà. Bởi vì lúc nào giống như anh nói lúc nào, đất nước tôi. Hát thấp nhưng lại rất bay. Dạ đúng rồi. Hát thấp nhưng lại cực kỳ bay. Đây là một cách hát mà em rất là thích dạy, cho nên là ngày hôm nay thì Trâm Anh đã làm được, mong là các con ghi nhận tất cả những điều đó của cô chú để dù có bước tiếp hay là dừng lại thì mai sau đó cũng là những kinh nghiệm để các con có thể đi trên con đường mà mình chọn.
Tiếp tục xin mời chú Trung và cô Diệu Nhi. Khúc đầu thì Lập làm cho mình cảm thấy có một cái sự rất là hơi xúc động và rất là hào hùng ở trong đó. Nhưng mà qua cái nửa bài sau thì Lập làm rất là tươi mới, khác hẳn liền. Mà các con vô cái tâm lý để mà hát lên thì rất là tốt, rất là hay. Phải nói là cả những cái hình tượng mà Lập làm ở những cái khăn nữa thì thấy Lập rất là hay, thông minh luôn á. Dạ, anh Trung có ý kiến gì không ạ? Bài này thì cho Hồ Bình Trung được hai cảm xúc. Như Diệu Nhi nói đó, lúc đầu thì rất là tình cảm, lúc sau thì rất là vui tươi. Nhưng mà có một cảnh cuối cùng á là Hồ Bình Trung hơi mắc cười, là lúc mà con nè đưa cái cờ che mặt của bé, con lấy cái tay con vơ ra. Đó, sau này nữa, những cái lúc này, những cái tình tiết nhỏ vậy nè, khi mà mình diễn á thì mình ai che mình chỉ cần đứng xích qua một cái. Yeah. Chứ đừng có lấy tay hất người ta ra, tại vì người ta không thấy được mình. Ha, chỉ cần đứng xích qua một cái để lấy chú thôi. Giống như là chú đang che như vậy đó, mất tích. Đúng rồi. Kinh nghiệm thôi, không có gì hết. Yeah. Xử lý sân khấu thôi. Còn con đó là chơi kinh nghiệm thôi, con chỉ cần bước qua xíu là được rồi. Ha. Nhưng rất là ngây ngô, đúng với độ tuổi của các bạn nhỏ đúng không ạ? Nhưng mà tụi con đã làm cho mọi người ngày hôm nay cảm thấy rất là thú vị. Tiếp tục xin mời Hoàng Minh Di và Huỳnh Lập. Đối với chú thì tụi con đã làm tốt. Và bởi vì ngày hôm nay thật sự cũng có rất là nhiều thứ để mà tụi con có được cái tiết mục ngày hôm nay. Và cũng có nhiều thứ làm cho tụi con chi phối. Ví dụ đi, cứ bị hoang mang và có vấn đề thay đồ. Thay đồ. Khúc đầu là mặc đồ của bộ đội, ra một hát bài xong, một bài xong là ra mặc đồ của học sinh giống như vậy. Cái đó là chú rất lo, bây giờ chú nhắc hoài, không biết có thay được hay không. Một là mặc bộ này luôn, hai là mặc bộ đồ bộ đội luôn. Nhưng mà không, tụi con quyết định vẫn muốn thay, và đó là thử thách, và đó là những cái tình huống mà mình cần phải xử lý trong một cái tiết mục nào đó. Và trong tương lai, nếu như tụi con vẫn tiếp tục đi theo con đường ca hát và bước lên những sân khấu chuyên nghiệp, và còn có hàng ngàn những thử thách khác nữa, ngày hôm nay là một bước đệm, là một thử thách cho tụi con thử sức rồi. Và hy vọng rằng là với những cái thử sức này cho tụi con trưởng thành hơn, cho tụi con có nhiều kinh nghiệm hơn, và hy vọng rằng trong tương lai tụi con sẽ ngày càng phát triển hơn. Xin được cảm ơn mọi người rất là nhiều. Xin được cảm ơn các cặp đôi huấn luyện viên và chúc mừng cho tụi con. Cười lên các anh nè, đúng không? Yeah. Mọi người hô tay cho hai bạn nhỏ của chúng ta đã hoàn thành xong tiết mục của mình. Cảm ơn tụi con, chúc mừng. Quý vị thân mến, nói về các ca khúc cách mạng thì có rất là nhiều những cái cung bậc cảm xúc hoàn toàn khác nhau. Nhưng ngay bây giờ sẽ là một cái cảm xúc mà Minh Xu tin chắc rằng là với bộ đôi huấn luyện viên Thanh Duy và Khải Như sẽ mang lại những điều tươi mới và lạc quan nhất. Và ngay bây giờ sẽ là sự kết hợp giữa hai bài hát Anh Ba Hưng và bài ca Người Nữ Tự Vệ Sài Gòn với sự thiện của hai bạn nhỏ mang tên Quốc Hưng và Gia Uyên. Nhìn đi, không có gì hết. Ông ba, ông ba, hòa bình rồi. Hòa bình, hòa bình rồi hả bà? Nhìn cái trời thì quang mây thạnh. Ê, đây đây, qua đây coi nè, coi nè, cây cối nó xanh tốt, không có hoang tàn như hồi xưa đâu, đúng không? Đúng không? Bây giờ mình đây nè. Trời ơi, coi kìa, xong mấy đứa nhỏ. Trời ơi, thằng Lập với thằng Trung nó nhờ kìa kìa, cởi truồng tắm xong thấy cưng không? Thương ơi là thương, thấy chưa? Ôi. Tôi già rồi, lú lẫn. Thiệt luôn á, tôi nói ông là trời ơi, coi người ta đi gặp ngoài đồng ấy vui vẻ. Đừng có nằm mơ vậy nữa nha. Hòa bình rồi. Tôi nói ông nghe nè. Hòa bình rồi hả? Ông là thuộc cái dạng mà ta nói hả? Tôi đi bao nhiêu năm, súng đạn bắn không chết, bị ông hù riết có ngày chết theo ông. Thiệt. Thôi cái mà. Gì đâu mà. À, mấy đứa nhỏ qua thăm ông á. Mấy. Ê, đâu?
mấy đứa nhỏ đi vô mấy đây. Nhỏ qua thăm ông ba hả? Đâu rồi? Dạ, dạ con chào ba, con chào bà ba. Qua đây ngồi xuống. Nó tới nãy giờ mà nó thấy ông rần rần rộ rộ trong này nó đâu có dám vô. Ngồi đi con, ngồi đi, ngồi kế ông ba nè. Đón coi ai. Hưng. Thằng Hưng đây hả? Trời ơi, còn con này là à, con Quyên, con cô Quyền đúng không? Đúng rồi, con Quyên, con cô Quyền nhà ở vườn Thượng Quyển đó. Ừ. Rồi. Ê, ba. Cái gì? Leo lên cây dừa, chặt mấy buông dừa xuống đây cho tụi nhỏ uống. Tôi chứ đâu phải đời ơi, đâu mà kêu tôi hái dừa hoài. Trời đất ơi, bây giờ tao nói nó thích thì nó cứ đi hái đi con, cứ tự nhiên. Tại vì á, tôi thấy trong mắt tôi lúc nào bà cũng như 18, 20. Cho nên á, là tôi quên. Ôi, nó bậy à. Mà tự nhiên đây mặc mấy bộ đồ này vậy con? Làm dạ, gì? Dạ, tụi con đi tập văn nghệ. Tập văn nghệ hả? Dễ thương nha. Mặc mấy cái bộ này làm cho ông ba nhớ tới ngày xưa. Ông ba cũng còn sân sần. Ông ba cũng còn cơ bắp. Ông ba bắn lìa. Ôi mà giết bao nhiêu quân địch tới trên đời. Thôi ông ba. Cái gì? Ai tới cũng kể thiệt á, mắc cỡ không chết luôn. Dạ tụi con biết rồi. Ý tụi con biết chuyện ông ba hả? Dạ. Tụi nhỏ ý bà tụi nhỏ biết chuyện của ông ba kìa. Biết thiệt hả nói. Chứ không biết mà nói làm bậy bà ông giận bỏ ăn là khổ tao. Dạ con biết thiệt mà. Biết sao ai kể mày nghe? Dạ nghe mấy người lớn kể. Người lớn kể về tôi nha. Đấy, người ta kể vậy nè. Kể về tôi cho với bà con nha. Kể về ông ba này nha. Ủa, mấy đứa nhỏ trời. Có anh ba Hưng, vốn thiệt nông dân, đi lên hơn Nam Đường, vừa mới được quân chương. Thằng Sáu thì anh nó mừng, thiệt thằng nhỏ xíu mà khôn. Nó khen anh hoài, nó nói rằng anh có tài. Nó nói mới một năm nay mà anh đã bắn, giết thầy hơn trăm thằng, giết chữ của bác. Nhỏ nói về tôi có đúng không ạ? Ha! Lấy lưng một thời oanh liệt, nay còn đâu? Giờ còn cái xác già này thôi. Bà, tụi nó kể đúng ghê bà. Ê! Chuyện gì vậy? Ủa, sao vậy? Ê! Ủa sao giận? Ê! Ủa! Ê! Ê! Ông biết rồi, bà tuổi thân, tại tụi bay nghe mọi người nói tốt về ông quá. Mà bà của bay ngày xưa cũng lừng lẫy, cũng dữ dội lắm chứ bộ. À con biết rồi, biết bà hả? Ba đừng buồn nữa nha. Đừng buồn gì, hồi xưa mình cũng dữ lắm đó, mà mày nhớ gì trơn á. Dạ, dạ tụi con nhớ, tụi con biết à. Nhớ gì, biết gì? Dạ, năm ấy bà ba vừa tròn 18 tuổi. Tụi nhỏ nó nhớ đó nha. Tuổi em vừa tròn đôi mươi 18, em
yêu em sống tới tay cầm chúng mang băng đỏ trên đường phố Sài Gòn. Luồn trong hơi mùa giang em sang loại xuống em sang xà. Băng 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 đúng. A xe tăng chơi ngay trên hè phố. Và đó là Quốc Hưng và Gia Uy. Thật quá. Cảm ơn là Phương Việt. Đặc biệt hơn hết là cảm ơn hai ông bà ba quá là dễ thương, Thanh Duy và Khả Như. Trời ơi, thích quá luôn á. Thế luôn Lập. Trời ơi. Trời ơi, rất là ham luôn á, mê vô cùng luôn á. Các con diễn giỏi quá nhờ. Quá trời. Hòa Minh Di thì có một cái sự ngưỡng mộ của đội của anh Việt Trung. Còn chú là rất là ngưỡng mộ tụi con bên đội của cô Như với lại chú Duy. Là bởi vì cho tụi con có thể kiểm soát được hết tất cả mọi thứ trên sân khấu. Mặc dù trên sân khấu có rất là đông người, người này kéo, người kia giật, mà con tương tác người này người kia mà con vẫn giữ được cái giọng hát của con. Mà tụi con diễn nữa, có nghĩa rằng là chính xác tụi con là một cái hồn, cái tiểu phẩm luôn. Hai cô chú phụ họa cho tụi con thôi, nhìn lên là thấy hai tụi con không, hai cô chú mờ nhạt. Vỗ tay. Hay quá. Cái tiểu phẩm này nó nhắc nhớ về những cái vị anh hùng, những cái người đã có công cho đất nước, nhưng mà nó rất là vui tươi, nó rất là nhẹ nhàng, và tụi con truyền tải bằng một cái sự hồn nhiên của tụi con. Nhìn vào tự nhiên thấy một cái tương lai tươi sáng luôn với tụi mình, và tụi con đã làm rất tốt cái điều đó luôn. Chúc mừng tụi con. Dạ, tiếp tục anh xin mời chú Trung và cô Nhi. À, thật sự thì Hồ Mỹ Trung rất thích tiết mục này. À, bốn đứa con diễn rất là thật. Xin lỗi. À, xin chân thành cảm tạ gia đình của mình. Lộn, bốn người diễn rất là khớp với nhau, rất là duyên dáng. Nhất là Thanh Duy, cái cảnh đầu tiên diễn trời ơi xuất sắc quá trời. Còn Khả Như thì bỏ ra con đó, nó con nào duyên câu đó luôn á, ngồi cười bác biết bao nhiêu luôn á nha. À, thật sự là tiết mục này hồi bữa chúng là thích. À, hai con rất là may mắn về đội của cô chú, và hình như là những cái gì mà cô chú có là truyền tải hết cho tụi con rồi. À, cái sự mà hát, à, hát hay, hát tài của chú Duy và cái sự duyên dáng của cô Khả Như truyền hết cho tụi con rồi. Chúc mừng tụi con rất nhiều. Cảm ơn chú ạ. Mà quan trọng á là cái tinh thần bài hát á y như là một gia đình ở ngoài đời thật sự luôn á. Nhi rất là thích những cái mà lý lắc ở trong cái ánh mắt tụi con á, tụi con diễn nó rất là nhẹ nhàng, nó rất là tự nhiên đó. Nó liến thoáng như vậy nè, nhìn thấy cưng chịu không nổi luôn. Mà bốn người giống như là ngoài đời là hai người đó thôi, xong rồi đẻ ra hai đứa này vậy, kiểu vậy á, gia đình đi diễn văn nghệ chung với nhau á. Nhìn nó không phải là diễn. Cô Nhi. Cảm ơn cô Nhi. Con. À, khi mà tiết mục này được khen á, con có sướng không? Thích không? Thôi cô đứng đây mà cô thì có muốn nở cái người mình ra bự bằng cái phim trường luôn. Cái nở mà kiểu mà để nó cái kè lên được. Mèo biết là nó thật sự nó không có quá hoành tráng đâu, nhưng mà nó làm cho mọi người ở đây thích. Nó là một cái điều thành công. Tại vì lúc tập thì cô Như khó quá phải không? Nhưng mà cũng tội nghiệp anh Duy là ông ngồi kế bên, ông nói giờ anh làm gì làm gì. Cái gửi cho ông một cái kịch bản rồi cái bắt ông lên sân khấu ông làm cũng tội nghiệp ông lắm. Ông sợ dữ lắm nhưng mà cuối cùng ảnh làm được đúng không ạ? Yeah. Ông làm được đâu mà. Ồ, anh làm thấy cũng được đó. Nói chung là tụi cũng mình được. Cứ tin vào nhau là được rồi. Cảm ơn các con nữa. Chị Như biết không, thật sự là khi mà ngồi dưới cái tinh thần á, nó quan trọng kinh khủng luôn á. Tất cả mọi người làm cho cái bài hát này nó trở nên ngọt ngào này, nó tự nhiên và nó đáng yêu, giống như cái tinh thần của đội mình mang lại trong chương trình Từ Đỉnh Sau Ca Nhí mùa thứ ba này. Một lần nữa chúc mừng. Yeah. Ôi là la, ôi là la. Cảm ơn cho hai con. Cảm ơn con. Em ghê vậy. Yo. Yeah. Ủa ra bận. Em vừa tròn đôi mươi 18, em cài mái tóc con vàng đi từng bước chân vàng. Trời đất ơi, bây giờ là có tuổi đầu nha, chứ không có tuổi em vừa tròn đôi mươi 18 nữa đâu nha. Quý vị thân mến, vậy là chúng ta đã khép lại đêm thi trong buổi tối ngày hôm nay với chủ đề quê hương tôi. Vậy là một lần nữa chúng ta được nhìn thấy những cảm xúc, những niềm tự hào dân tộc Việt Nam. Chương trình do Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng với công ty Sang Vàng thực hiện. Minh Sùi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào...